Xin chào anh em quay trở lại kênh của Huân Trần. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em cách vuốt kiểu tóc của Binzy trong chương trình Rap Việt cũng như ở trong MV Big City Boy nha. Nhịp beat lung vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Bây giờ thì mình vừa mới gội đầu xong. Hôm nay mình gội đầu và vuốt tóc để chuẩn bị đi làm. Bây giờ đang là 9 giờ sáng. Các bạn thấy này, mái tóc của mình nó đã dài kinh khủng khiếp rồi ấy. Hai bên sai nó bung xù hết cả ra rồi. Nhưng mà cái kiểu tóc của Binzy là kiểu tóc rất là phù hợp với cái mái tóc dài này. Nó sẽ có thể vuốt gọn gà hết cả phía tóc ở đằng sau này. Đấy. Với kiểu tóc của Binzy thì cách vuốt tạo kiểu cũng rất là đơn giản thôi. Ban đầu thì anh em có thể sấy ngược hết toàn bộ tóc ra phía sau. Rồi sau đó anh em có thể chỉnh cái phần mái nó hơi đổ một tí như thế này. Đó, xong anh em sấy nốt cái phần này đẩy lên đây. Rồi hơi rủ phần mái thôi. Trông rất là quý ông và rất là đẹp trai. Big city space pickers in the house, make some motherfucking noise. Tạ tim để story em, nhắn tin để chung đi em. Big city boy. Big city boy. Có một concept mới rất là hay, styling treatment của Odao. Đây là một sản phẩm mà mình vừa mới mua sale được trong thời gian vừa rồi. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái này để freestyling cho kiểu tóc của mình. Mình rất là thích sử dụng sáp để freestyling nhá, như là sấy tóc kiểu trước ấy. Tại vì mái tóc của mình nó không phải là dễ nghe lời lắm đâu. Và với bạn nào mà mái tóc nó hơi bị chỉa, hơi bị khó vào một tí, các bạn hãy thử sử dụng cái sáp để sấy tóc kiểu cho mình. Mình nghĩ là đây sẽ là một cách rất là hay. Cái mùi của cái lọ sáp này nếu như mà ai thích thì sẽ rất là thích, nhưng mà mùi nó hơi bị trầm một tí, nó sẽ không phải mùi trẻ trẻ mà nhiều anh em yêu thích ấy. Đây là cái lượng sáp mình sẽ lấy ra để freestyle này. Mình sẽ đánh đều hết tất cả sáp ra lòng bàn tay. Đánh ra mùi nó tỏa ra nhiều cực kỳ luôn ấy. Đó, bây giờ mình sẽ apply đều lên trên tóc nhá. Theo mình thấy nếu như các bạn muốn vuốt kiểu tóc này thì các bạn cần xử lý hai bên sai này trước. Đó, hai bên này các bạn cần phải vuốt sấy ngược hết về phía đằng sau. Cái phần sai này mình sẽ sấy cái phần ở dưới trước nha, tại vì mình muốn cái bên này nó khô trước. Và mình sẽ để mức sấy lạnh và sấy mạnh hết cỡ để cho cái lùng gió nó thổi bay hết toàn bộ cái phần chân tóc của mình ra phía đằng sau. Và mình sẽ không sợ nó bị làm hỏng ra đầu, tại vì cái phần tóc này nó khá là ngắn nên nó sẽ khô rất là nhanh, nên mình có thể sấy lạnh được. Nhưng mà chuyển lên đến phần này nhá, mình sẽ phải sấy nóng. Ok, bắt đầu nha. Phần tiếp theo mình sẽ sấy cái phần size này. Các bạn nhìn cái tóc mẫu của Bin nhá, thì nó sẽ không chia size ra mà sẽ sấy cho nó ôm lên trên đến đỉnh đầu như thế này này. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ để mức sấy là sấy vừa, tại vì cái phần tóc này rất là dài. Sấy nếu mà sấy lạnh rất là lâu, không biết là chắc đến tối mới khô mất. Thế nên là mình sẽ để mức sấy vừa này. Ok, và bắt đầu sấy nha. Này, không hiểu sao nhé, nếu như là mình để cái phần sai bên này theo đúng cái ngôi tự nhiên của mình nhé, thì kiểu gì nó sẽ bị tẽ đôi như này. Nhưng mà nếu như là mình vuốt sang bên này, đó, thì nó sẽ giữ được. Ok, hôm nay mình sẽ đổi ngôi một tí nhé. Mình sẽ vuốt bên này sang bên này.
Nếu mà theo kiểu tóc của Binz là mình thấy nhìn trên nhiều ảnh nha, thì Binz sẽ sử dụng pomade. Đây, mình có một loại pomade bromade. Nhưng mà vốt pomade thì trông nó lại bị trịnh trọng quá. Binz đi sự kiện các thứ thì mới vốt pomade, hay là đổi sang sử dụng cái con này cho nó tự nhiên. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui thì mình quyết định chọn Blumen ngựa vằn nha các bạn. Cái trò pre-style bằng sáp lợi hại lắm đấy các cậu ạ. Nếu như mà các cậu nào mà tóc bị chìa nhiều nhá, tóc chưa có form nhá, thì các bạn đều có thể sử dụng cách này để tạo một cái form tiền đề trước. Ê, ra kiểu Binz rồi đấy, ra kiểu Binz rồi đấy. Ok, bắt đầu chạy. Đó. Mình sẽ sử dụng thêm cả cái lực nhỏ này để tán đều sáp ra. Đây này nha. Cuối cùng thì mình cũng đã tạo xong kiểu tóc của Binz trong MV Big City Boy và trong cả chương trình Rap Việt nữa. Đây là một kiểu tóc mà tạo ra cái phong cách rất là quý ông và rất là bad boy cho Binz. Cũng có thể coi đây là một trong những kiểu tóc đẹp nhất từ trước đến giờ mà Binz từng để, và vẫn theo một chút cái cảm nhận cá nhân của mình, xu hướng của mọi người trong thời gian từ bây giờ cho đến năm sắp tới, đấy là người ta sẽ rất là thích những kiểu tóc cổ điển này, bởi vì cái tính gọn gàng, bởi vì cái tính đơn giản của nó và một cái giá trị mà trông nó khá là tinh tế, không bị lỗi thời. Đương nhiên là trong thời gian sắp tới mình sẽ thử review đi cắt tóc một vài cái chỗ mà có một cái phong cách nó cổ điển, nó đẹp đẹp một chút để cho các bạn có thêm trải nghiệm mới. Đấy, và mình hy vọng rằng cái chủ đề ngày hôm nay sẽ có ích cho nhiều anh em và mình có thể tổng kết lại để vuốt cái kiểu tóc này á. Với tóc cứng, dày, khó bảo giống như tóc mình, thì hãy sử dụng một cái lọ sáp để pre-styling. Ở đây mình sử dụng Odao Styling Treatment, một sản phẩm mà mình được mua sale, mình không có ý muốn quảng cáo sản phẩm này. Tuy nhiên thì mình dùng cái này khá là tốt các bạn ạ. Và nếu như các bạn nào muốn mình review kỹ hơn thì hãy nhắn nhá, tại vì mình mua 3 sản phẩm của Odao trong thời gian này. Rồi tiếp theo là mình đã finish nó bằng con ngựa và kết hợp cả hai sản phẩm này lại thì nó sẽ cho ra cái kiểu tóc giống như của mình hiện tại đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đây đúng là kiểu tóc Binz rồi chứ còn gì nữa. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh Huân Trần để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha. Mình sẽ đi trải nghiệm một vài nơi cắt tóc này, mình sẽ review hơn về những loại sáp này, và mình sẽ làm kỹ hơn về những chủ đề về chăm sóc da cho anh em. Như anh em thấy dạo này mình có một cái làn da trông rất là ưng ý, và mình rất là muốn chia sẻ cái điều đấy cho tất cả mọi người để khiến cho anh em trở nên đẹp trai hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.